Xin chào mọi người, tôi là Vĩnh, rất vui gặp các bạn ở kênh Thầy Vĩnh TV. Chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là thu âm phim. Trong phim, âm thanh có 4 loại chính, đó là âm thanh thoại, âm thanh tiếng động, âm thanh hiệu ứng và nhạc phim. Microphone, mic, micro là thiết bị thu âm chuyển đổi dao động âm thành tín hiệu điện. Sau đó tín hiệu này được khuếch đại, ghi âm rồi phát ra loa hay tai nghe. Khả năng tai của chúng ta nghe được các nguồn âm thanh có dải tần số khoảng từ 0 đến 20 kHz. Micro được chế tạo để thu âm dựa trên đặc tính của tai người. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà micro hiện nay có rất nhiều loại cũng như có giá thành khác nhau. Đầu tiên chúng ta phân biệt micro theo cấu tạo như sau: micro dynamic hay micro điện động, micro condenser hay micro tụ, micro ribbon hay micro ribbon. Thứ hai, chúng ta phân biệt micro theo chủng loại: micro có dây, micro wire và micro không dây, micro wireless. Ưu điểm của micro có dây: dễ dàng kết nối và sử dụng, khả năng thu âm tốt và chân thật, độ bền của thiết bị khá cao, tín hiệu đường truyền ổn định, ít khi xảy ra các tình trạng chập chờn hay mất tín hiệu, không phải lo về tình trạng hết pin giữa chừng và làm gián đoạn chương trình. Nhược điểm: độ linh hoạt kém vì bị hạn chế không gian di chuyển theo chiều dài của dây kết nối, khiến không gian sử dụng trở nên rối rắm, dễ bị vấp vào dây micro. Micro không dây ưu điểm là linh hoạt di chuyển đến mọi vị trí trong phòng hát, thiết kế gọn nhẹ. Nhược điểm của micro không dây: dễ bị nhiễu sóng hoặc trùng sóng điện từ. Cần chú ý kiểm tra pin hoặc thay pin cho micro không dây trước khi sử dụng. Chúng ta phân biệt chất lượng của micro: 1. Độ nhạy đầu vào của micro. 2. Đáp tiếng tần số. Chất âm thanh phát ra từ một microphone tùy thuộc vào thông số này, nó tạo ra độ mịn, dày dạn, sáng láng, ấm áp, khô cứng. 3. Băng thông của micro. Micro xịn thì băng thông rất rộng và chính xác tùy theo đặc tính của từng loại. Thông số kỹ thuật thứ tư của micro đó là khả năng chịu áp lực âm thanh, Bix FPL. Hàng xịn thì thông số này rất lớn, cỡ 135 decibel FPL trở lên, nên gào to đến mấy cũng khó bị méo và vỡ tiếng từ micro. Hy vọng rằng chủ đề thu âm phim trên kênh Thầy Vĩnh TV đã cung cấp cho bạn thêm thông tin phù hợp với nghề của bạn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng comment dưới phần bình luận và đừng quên dành một like và subscribe kênh Thầy Vĩnh TV để đón xem nhiều chủ đề hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề sau.